Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 Turbo, sản xuất năm 2019, màu trắng, biển số Sài Gòn. Chiếc xe này thì mọi người thường thấy là em quay rất là nhiều cái video mà tổng hợp về giá về xe, thì em ít khi nhắc đến chiếc này. Tại vì là chiếc này của em thì nó mang biển kiểm soát Hồ Chí Minh. Thì cái thời gian vừa rồi thì ở trong Hồ Chí Minh giãn cách xã hội nên là chưa rút được hồ sơ. Hiện tại thì đến ngày hôm nay thì bên em đã rút được hồ sơ của chiếc xe này và đang tiến hành rút rồi. Nên là em sẽ lên sóng lại để cho mọi người có thể cập nhật được chiếc Hyundai Tucson này của em nhé. Giá thì cực kỳ hợp lý và ưu đãi thôi. Chiếc này là phiên bản 1.6 Turbo, bản cao cấp nhất của máy xăng mọi người nhé. Xe chạy 27.000 km. Đó. Trên bản Tucson thì sẽ có 3 phiên bản máy xăng. Bản 2.0 tiêu chuẩn, 2.0 đặc biệt và bản 1.6 Turbo này. Thì bản này là bản cao cấp nhất và đắt tiền nhất, cũng như là một trong số những cái bản mà bán chạy nhất của Hyundai Tucson. Thậm chí nó còn bán chạy hơn cả máy dầu. Vì cái bản này nó sử dụng động cơ turbo, thoát xe hơn rất là nhiều so với quý anh chị đi cái bản 2.0. Bản 2.0 cái điểm yếu nhất của nó, điểm trừ nhiều nhất đó chính là cái động cơ 2.0 nó hơi ỉ. Khi mà tăng tốc để vượt xe thì hơi khó một chút. Đó. Nhìn qua hình ảnh này thì không biết mọi người nhìn xe của em nó có rõ hay không, nhưng mà bên ngoài thì sơn zin của nó còn nhiều, còn rất là đẹp và sáng. Cái này là do em để xe ở trong nhà đấy, nên là ánh sáng có thể nó hơi tối. Mọi người nhìn qua màn hình thì có thể hơi tối một chút, nhưng yên tâm nhé, chiếc xe này của em thì chất lượng thì vẫn được đảm bảo. Từ A đến Z cam kết cả số km zin, sơn zin còn khá là nhiều. Đó. Mọi người nhìn thấy đấy, cửa hàng em thì hiện tại cũng đang rất là rỗng rồi, trống xe khá là nhiều. Về xe nào thì bán hết xe đấy thôi. Chiếc màu đen thì có hồ sơ cũng bán rồi. Hiện tại thì em chỉ còn một số xe nhỏ và một số xe đang để ở xưởng, đang cho đi làm sơn rồi spa để phục vụ quý anh chị thôi ạ. Ngoài ra thì bên em vẫn nhận thu mua đổi các lại tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng nhá. Nếu như anh chị muốn đổi các hay là muốn bán chiếc xe của mình thì bên em vẫn nhận mua bán toàn quốc đối với tất cả các dòng xe ô tô ạ. Ưu tiên xe lướt. Và tất nhiên là em sẽ không mua những chiếc xe đâm đụng và ngập nước hay là có lỗi nha mọi người nhá. Tại vì khi mà thời điểm mà em bán ra thì em sẽ phải cam kết với quý anh chị rất là nhiều, nên là đầu vào em tuyển chọn khá là gay gắt. Mua xe của bên em thì yên tâm, khi mà đầu vào bọn em tuyển chọn những chiếc xe, thứ nhất là chất lượng phải tuyệt vời, thứ hai nữa là phải km zin, thứ ba nữa lịch sử phải trong sạch, không có vấn đề gì. Đó. Ở Hà Nội thì cũng có một số salon cũng tiêu chí cũng rất giống bên em. Đó. Nên là quý anh chị nên mua xe thì nên chọn những salon có uy tín mọi người nhá. Rồi, chiếc xe này của em thì còn khá là mới, mọi người có thể thấy được cái nội thất kem. Chủ xe họ rất là giữ. Và đây thì ni lông còn bọc này, đó, chưa bóc. Duy nhất chỉ có bản bản 1.6 turbo này là được trang bị cái cảm biến trước sau. Đó, duy nhất chỉ có bản này mới có thôi ạ. Cảm biến trước sau mọi người nhá. Cửa sổ trời pano thì cái này cửa sổ trời toàn cảnh này thì chỉ có duy nhất cái bản 2.0 đặc biệt là, xin lỗi anh chị, là 2.0 tiêu chuẩn là không có rồi ạ. Còn tất cả thì đều có cửa sổ trời này. Đó, rất là đẹp. Cũng xin bật mí thêm với quý anh chị một chút là hiện tại thì bản thân em, cá nhân em đang chạy một chiếc Tucson Turbo như thế này. Đấy, nếu như anh chị nào mà thường xuyên theo dõi em và follow em thì anh chị cũng đã biết em có một chiếc y hệt chiếc này. Đó, nhưng mà hiện tại thì em đang để biển Hà Nội để em đi thôi, khác mỗi cái biển số thôi. Chiếc xe cũng khá lắm là hoàn hảo đối với cái tầm tiền mình bỏ ra, loanh quanh từ 800 đến 900 triệu thì cũng khó có sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn. Rất là nhiều người thì lại thích chạy cái bản những chiếc xe bản 7 chỗ 5+2. Tuy nhiên là cá nhân em thì em lại không thích 5+2, tại vì là nó thực ra là cũng chẳng mấy khi ngồi đến, và thứ hai nữa là cũng chật, hàng ghế thứ ba nó cũng rất là chật. Thì em thường chọn cái bản 5 chỗ này để cái hàng ghế này nó rộng rãi hơn. Đó, mình để đồ nó thoải mái. Đó, em vừa mở cho mọi người xem cái cốp lốp sơ cua chưa hạ. Và đây thì có cốp điện. Đó. Trên bản full của 1.6 turbo máy xăng này
thì nó sẽ được sử dụng bộ la răng xoáy này, thâm đen đó, thâm trì, nhìn rất là đẹp đó. Quý anh chị yên tâm nhé, mua xe của bên em thì bên em vẫn đảm bảo cho anh chị có thể check hãng và hỗ trợ anh chị vay 70% giao xe toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị luôn. Rồi, bây giờ thì em xin phép được báo giá để cho cả nhà mình cùng tham khảo về chiếc Tucson này nhá. Hiện tại chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo bản cao cấp nhất của máy xăng, màu trắng, biển số thành phố, chạy 27.000 km zin. Chiếc xe này của bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 868 triệu, một con số cực kỳ hợp lý. Và tất nhiên là cái giá này thì em không bớt được nhiều đâu. Rất là nhiều anh chị gọi thì thường xuyên muốn mặc quả rất là nhiều. Tuy nhiên thì em bên em thì bán rất là sát giá so với giá thị trường. Đó, sắp tới thì sẽ có nhiều chương trình ưu đãi và khuyến mãi hơn cho quý anh chị nào mua xe ở bên em. Ngoài ra thì bên em vẫn có dịch vụ giao xe tận nhà cho quý anh chị. Quý anh chị yên tâm nhé. Địa chỉ cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video hơn. Mọi chi tiết thì mọi người có thể inbox cho em qua Zalo hoặc Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Số điện thoại em đang để trên màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin trân trọng, cảm ơn.